Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Không phải Vương Phi hay Trương Bá Chi, có một người phụ nữ cực kỳ quan trọng đối với Tả Đình Phong, thậm chí còn có tin đã sinh con gái cho nam tài tử. Người phụ nữ mà mọi người nhắc tới chính là Hoắc Văn Tây. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn có những người có ý nghĩa đặc biệt. Người quan trọng nhất có lẽ là cha mẹ, người đã cho ta sinh mệnh. Thứ hai, đó có lẽ là bạn bè hay cộng sự, những người mà ta kết giao trong hành trình cuộc đời của mình. Người có quan hệ huyết thống thì không thể lựa chọn theo ý mình, nhưng với bạn bè hay thậm chí là người yêu, bạn đời, chúng ta có thể lựa chọn. Có người hỗ trợ ta trên cuộc đời, có người lại có ý nghĩa to lớn đối với sự trưởng thành và phát triển của chúng ta, giống như mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Hoắc Văn Tây vậy. Mới đây, Tạ Đình Phong đã chia sẻ một tấm ảnh bốn người chụp cùng cha mẹ là Tạ Tây An, Địch Ba Lạp và người quản lý Hoắc Văn Tây. Không quá lời khi nói rằng Hoắc Văn Tây là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Tạ Đình Phong. Hoắc Văn Tây là người đại diện của Tạ Đình Phong từ khi anh mới ra mắt vào năm 16 tuổi. Cho đến nay đã 23 năm trôi qua, mối quan hệ của Tạ Đình Phong và Hoắc Văn Tây vẫn thân thiết như xưa. Từng có nhiều lời bàn ra tán vào về mối quan hệ của Hoắc Văn Tây và Tạ Đình Phong. Nhưng cụ thể thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Khi Hoắc Văn Tây sinh con gái và trở thành mẹ đơn thân, nhiều người nghi ngờ đó chính là con của Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, đây vĩnh viễn là những tin đồn không có lời giải đáp. Hoắc Văn Tây không chỉ có mối quan hệ tốt với Tạ Đình Phong mà còn vô cùng thân thiết với bố mẹ của nam tài tử. Sau khi bức ảnh chân dung gia đình này được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã vào bình luận rằng có lẽ còn thiếu hai người, đó chính là Vương Phi và Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi dù đã ly hôn nhưng họ vẫn có hai cậu con trai kháu khỉnh. Tính riêng từ thời điểm này, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã có một mối liên hệ không đổi. Còn Vương Phi cũng vậy, không chỉ là tri kỷ trong âm nhạc, họ còn có mối quan hệ yêu đương đặc biệt trong suốt một thời gian dài. Mặc dù Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn, nhưng họ không nhất thiết bị đối xử như kẻ thù. Cũng giống như Tạ Đình Phong và Vương Phi, tuy là bạn tâm giao, nhưng không nhất thiết phải bước vào con đường hôn nhân. Chính vì thế, những mối quan hệ xoay quanh Tạ Đình Phong vẫn cứ duy trì như vậy, không thể cắt đứt hoàn toàn cũng không thể nào thay đổi. Tạ Đình Phong từng nói rằng điểm yếu của anh đó chính là giải quyết các mối quan hệ tình cảm và anh có rất nhiều điều mơ hồ trong cảm xúc. Cũng có người cho rằng Tạ Đình Phong là mẫu đàn ông cặn bã, cũng có thể người ta gọi đó là đời sống phong phú. Nhưng cũng có thể Tạ Đình Phong là người dám đối diện với cảm xúc thật của mình, điều mà không phải nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng có thể làm được.